vậy chứ hả? Cũng đâu có vậy mà cô Bội Nhi đâu hả? Bưng qua đây nè, cho nó qua đây ăn chung nè. Bưng qua lo cho nó bự, bưng qua đây, bưng qua đây. Bưng nguyên bàn qua đây ngồi luôn. Bưng cái bàn á. À, chú ý né cái nè. Nó không chịu về đấy không? Nó không chịu về luôn rồi đó. À, quất lên. Nó đâu có chịu về. Anh bự ngồi gì chơi với bé Như ý, anh bự. Vậy mà. Nó là. Ai anh cũng đưa ngồi chơi. Tôi ngồi chơi đi ơi. Cô Viên đâu ảnh ngồi nè. Thôi ngồi đây đi. Ngồi đây luôn. Thôi ngồi đó đi, ngồi đây. Ngồi đây. Như ý. Nãy có cần nghe luôn đây luôn. Đủ á. Còn ok, nguyên cái đường vô. Tao ra đường không có chồng. Chỗ đâu đi hẻm không phải nhà luôn. Nè đường vô. Chúng ta không được đeo bộ chân chung. Còn mày thôi ai sao đó mấy nhìn mà. Đứng nhà mình luôn. Có bán không? Không, có bán. Nó cao nhà bán. Không. Có hình thường. Hút lên trong lưa của mày là ngập không mày? Hút trước chúng dưới kia là đổ ngập đâu. Có gọi như là tưởng con lùng nó không lấy được một cái trang người. Tụi nó lùng nó lấy không tới thật lên. Nó lấy tới má ơi. Nhưng nền lên là xong gì? Tao cũng có thể nhóm nữa. Nhân nền là tốn tiền lắm ăn khùng. Đâu nó mua ngoài đâu, trong vô nữa. Tốt đi vô nữa, đi lưu thẳng vô trong nữa. Đức chở á. Mua nhà là muốn mua cái khúc ngập. Con này là cô Bội Nhi kìa. Thôi không? Thôi chạy. Ăn kia bánh tráng này hả của cái cô gánh gánh giống giống như trong nhà con vậy á. Cô gánh á. Chơi đi, chơi đi. Được ha. Gặp đường cậu đi đây coi coi khỏe nè. Chơi đi. Mẹ ơi. Má đeo quốc trang. Nhưng Mỹ là còn chơi học không? Ủa má hớt tóc là super xe luôn. Tóc nước ngoài nha. Đậu quăng chơi tóc này là nguyên cái bụng ngựa luôn. Ủa Dương Mỹ sao lần rồi mẹ. Cô bị gì vậy cô? Bị gì đâu? Sao cô đeo len gì vậy? Rồi hỏi ý là ta khen mắt cô Bội Nhi đẹp. Tại vì cô bị đuôi cô không thấy được. Tại vì anh tâm mập quá đó. Cái làm cho cô bị mất tâm. Ý là kêu con á, không mập quá. Còn có câu nào mà nhắc mấy dưỡng mập. Ví dụ mà muốn nói mấy dưỡng mập là phải nói như ý con mập quá. Là phải gọi là nó con mập. Chứ nãy giờ là cô không có nói con mập. Hiểu không? Là cô không có nói con mập. Cô giờ mình xịt cái gì đó. Có ai đâu ở đây có một mình ông Tâm mập thôi chứ cô đâu có nói con mập đâu. Tối mới lao đi. Là tôi không tự cảm nhận con mập, cũng hiểu không? Chứ thiệt ra là cô không có nói con mập. Làm chưa? Kệ đi. Làm cho ai? Rồi làm rồi nhanh. Cô vô máy hôm nay sao về cô bị thiếu sắc đẹp quá vậy cô? Cô tàn. Cô đang làm đẹp. Cô đang làm đẹp. Của nó đồ mà. Nói của nó. Của tôi gót mà dám nói của nó á. Cô mới đi đâu? Cô mới đi giải cứu thế giới. Kìa 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 nữa kìa sợ ơi bác. Mình Khánh không kìa như. Cô mới đi du lịch cái cô mới đi giải cứu thế giới đó. Trong bao lũ lụt. Cô đi tát bị tát nước. Ở chỗ đó nó ướt chứ còn nó ở quận 9 xuống đây ăn của hậu á. Quận 2 chứ không? Anh này nào không ai chứ đó. Buồn quá à. Bà lanh quá à. Thèm cách mở chiên giòn quá à. Cho miếng cách mở coi. Con biết ăn nọng heo không? Là cái má thịt heo ngon. Đồng Hương với là anh Hưng nè. Chính là anh Hưng. Anh này nè. Con quyết định giảm cân chưa? Chính chạy xuống đây ủng hộ. Không, không quyết định giảm cân luôn. Giữ chồng hai máy luôn. Ai giữ ta? Phe nó 20. Con lời con chưa chú mà cho con mượn cái máy điện thoại chơi game. Hai máy luôn. Không biết tặng con cá gì hết á. Con mở cái điện thoại. Cho anh quay lên like lên. Nó biết tặng con cá. Con này xuống nha. Không có lưới. Con bỏ chị xôi. Kiểu cho mượn thôi chứ đó là tiếng cười không đâu mà hai cái điện thoại mà hả? Cũng cho ta mượn đúng không? Không chứ ra bà nội mà để quay mà để quay hả? Cái này có bán không mày? Có lắm rồi. Ăn sớm không? Dạ không. Ủa ba con đi đâu rồi? Dạ ba con đi trong em con về. Trời ơi dòng em con đi trong em con về. Quậy quá. Quá là quậy luôn. Nó mời ăn tương. Chấm chấm chấm. Tự ơi, hỏi anh nó luôn như leo vô.
bình hộp mốt cho ăn cơm với tương thôi đi, khỏi ăn gì hết trơn. Mốt ăn nước tương chứ ăn tương giống ăn chay quá. Hai cây xúc xích hết luôn. Hai cây hả? Hai cây luôn hả? Một cây, hai cây sao ăn nổi. Ăn hai cây hồi tối nó khỏi ngủ. Ăn một cây là mừng rồi đó. Nặng bụng. Ăn xúc xích nó đồ bột nó khó tiêu quá. Thấy sao hôm nay còn ăn ít vậy? Con nít nó không có nên ăn tốt. Cái đây có chất dầu. Ngoài hôm mà chú thấy con ăn nguyên con cua bự. Khoai chấm 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 từ. Bây giờ bên này ốm ha. Chính luôn dễ. Ngay dập cân nè. Sao nhờ? Sao mà sắc điểm của cô tồi tàn. Trời ơi. Nó chửi tôi tồi tàn. Trời má ơi, thánh thần ơi. Ủa, con nấu thịt sẵn. Cô vẫn bình thường, cái người tồi tàn là bên kia kìa. Cô bị cực gắt. Cô bị cực. Con có bị không? Nhưng mà con bị cực, con cũng không nghe mắt kiến được. Ý là cô nói con kìa. Tại vì con không có cái đồ để chắn mắt kiến dịch, mắt kiến lợi, không hiểu không? Sửa gì trời, không có sửa, mũi con là mũi tự nhiên. Hỏi cô Dung My có sửa không? Bóp bệnh bệnh thử kìa. Ôi trời hay vậy má, ủa hay quá chị. Không đẩy ngược được không? Trời hay quá vậy má. Ủa trời kìa 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 hay quá vậy. Ủa trời hay quá vậy. Không 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 không, cô mới được, không được. Ủa hay gì bà nội? Nè không đẩy được. Ê! Nó bữa cũng đẩy được không? Bữa cũng bị đẩy được rồi đó. Ủa nó rớt ra rồi nha. Ủa là trời nó chấn hồi lên cái. Hồi lên cái chán rồi má. Ủa sẽ nó bị khùng cái gì vậy? Nó bẻ hay vậy má. Nó vô rồi. Ủa ghê quá. Rồi. Vậy là nó không có sụng rồi. Không. Mấy năm lâu quá không sợ nó dính rồi. Rồi mũi đây mũi thiệt. Mũi đẹp mà chứ lỡ nha. Quay liền quái liền. Nhưng mà có đẩy lên rồi. Vậy là có sữa con á, không có làm được. Không, tại mũi con bị cứng á, con không có làm được. Cái xương con cứng quá. Cái xương mũi con bị cứng á, con làm không được. Bởi vì sáng rồi mà luôn ơi. Ờ, bởi vì ngày mai á, anh đem vô trong. Bây giờ qua thăm tôi. Chỉ cho. Hôm bữa tôi vô chỗ ăn lẩu này ta không có coi ở nhà. Đi học. Đi học. Đi học qua đây bán cây gì. Thôi đi bà nội. Bự mua nhà anh bự. Alo. Bự đi coi nhà ngon rồi rồi. Mai mua gì? Hỏi rồi. Sao qua chơi? Mai tay. Mai bữa nay hai tay rồi, mai ba tay. Không đóng qua chơi. Cái này bao nhiêu? Trắng em. Có. Lấy đi bệnh. Chị mai tôi qua chở bà sớm. Giờ đi chợ sớm. Thôi giờ này nó mập quá, nó xấu quá à. Chứ chưa bỏ về. Có đóng tường không? Mập mập cái vú rồng lắm. Nấu sa tế, nấu tỏi tâm. Dạ, trên hỏi là 2 giờ. Chồng ơi qua chơi, chồng ơi. Qua chơi. Bán xong chưa?
giờ nè, đi kêu nước ép uống nè, trả tiền nè. Bán xong chưa? Anh trả tiền nha. Ai trả? Đi đâu? Đi trả hả? Không được, không có tiền. Mấy mày đâu có tiền đâu. Đi vậy? Mấy anh được gửi 50, 30 đi, rồi, nó không tính gì hết. Tôi này tôi không có đâu. Có mà tôi tính rồi. Bán nè, nhưng mà đi qua bển xíu về chứ gì. Đời qua chở em nha. Ok. Rồi à, đi chơi với người mới nữa không? Bé Don. Trời ơi. Bé Don, bé Don mới hôm bữa chia tay xong giờ đi chơi lại. Bé Don đó. Bé Don mắc lỗi á. Hôm nay chia tay chứ rồi chơi chơi lại à. Cái gì đâu. Bé Don ngủ đi bằng đẹp quá mà bán không có ngủ. Không, buổi sáng nó bán bún mình nướng rồi, sáng mở thái dương. Nghe nói vài bữa nó bán cái gì nữa đó. Ủa mình nướng. Ủa bà qua ăn chưa thầy? Sáng dài lắm. Nói nghe nè. Em đang tính ngủ hai anh đó. Để coi coi cái vụ mà con gì con Cương Thi. Ví dụ con Cương Thi coi nó vô bệnh viện nó mổ sao rồi mình đi quay cho nó một bữa ha. Đúng rồi mà. Cương Thi ông gì Cương Thi á. Cương Thi thấy nó mổ hả? Mổ nó mổ rồi nhưng mà ý là cái tiền đó nó vẫn bị mượn lại. Anh hiểu không? Giờ mình đi quay. Mà cái nó mỏ rồi nó luôn ốp đi hồi em nói cho nghe vậy nè. Ok ốp rồi cả nhà ơi ốp cái đi rồi em nói cho